đẹp không? Tranh gì mà không đẹp gì hết trơn á. Tranh của mình đẹp hơn nhiều. Cả lớp trật tự. Đây là bạn Thanh Tú, học sinh mới của lớp mình. Cả lớp chào đón bạn nhé. Chào các bạn, mình là Thanh Tú. Mong sau này sẽ được học và chơi đùa vui vẻ cùng các bạn. Em ngồi cạnh Trang nha. Mọi người hay gọi Trang với tên thân mật là Táo. Kim, cho mình chơi với. Hả? Cậu là con gái mà. Đá bóng chỉ dành cho con trai thôi. Hello Trang, cậu chơi xích đu không? Mình đẩy cho. Táo ơi, chơi cờ caro không? Mình đang chơi với Tú rồi. Hôm nay bài tập về nhà là bài tập nhóm nha. Cả lớp tự chia cặp với nhau. Táo ơi, bạn bắt cặp làm bài với mình nha. Ok, vậy tối nay bạn qua nhà mình làm bài nha. Mẹ mình làm bánh ngon lắm á. Bình thường Táo vẫn hay làm bài tập nhóm cùng mình mà. Sao hôm nay lại bắt cặp với Tú chứ? Choco ơi, mình buồn quá. Từ khi có bạn mới, Táo không có chơi với mình nữa. Vậy thì cậu làm bánh cho Táo đi. Táo rất là thích ăn bánh ngọt đó. Ha. Vậy mà mình không nghĩ ra. Cảm ơn cậu. Táo ơi, tối hôm qua mình thức rất khuya để làm bánh cho cậu nè. Cậu ăn đi. Mình vừa ăn cái bánh Tú cho xong. Cái bánh to quá, mình no lắm rồi. Ủa? Có mới nói cậu, mình ghét cậu. Nhỏ Trang trong lớp mình, hôm qua mình về nhà bạn ấy học bài. Mẹ bạn ấy chịu bạn ấy lắm. Nhưng bạn ấy toàn bắt mẹ làm này làm kia. Bạn ấy xấu tính như vậy, ai mà muốn chơi. Sao bạn lại nói xấu Táo như vậy? Bạn bị làm sao vậy? Các em này đi học toàn quên tập vở không à? Sao cậu lại đánh nhau vậy chứ? Cậu ấy dám nói xấu sau lưng Táo. Cậu ấy nói là Táo xấu tính, không có ai muốn chơi chung. Bạn có đau không? Táo không muốn chơi với mình nữa. Không có, Tú là bạn mới nên mình chỉ muốn giúp đỡ Tú thôi. Có thể vì là bạn mới nên bạn ấy và mình chưa hiểu nhau. Còn Kim thì lúc nào cũng là người bạn thân nhất của mình mà. Nhưng mà Kim cũng lưu ý nha. Mình biết bạn rất yêu quý Táo. Nhưng lúc nào bạn cũng chê bai Táo, cũng sẽ khiến Táo cảm thấy rất buồn và tủi thân đó. Mình không biết. Tại tụi mình thân nhau quá, với nhiều khi sợ Táo chơi mấy trò con trai nguy hiểm, nên mình nói để Táo đừng có chơi. Mình xin lỗi Táo nha. Sau này mình sẽ không như vậy nữa đâu. Sáng mai gặp Tú, chúng mình sẽ nói chuyện và làm hòa với Tú nha. Đồng ý.